Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5.333 gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên. Văn bản nêu rõ, thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như giáo dục kỹ năng sống, liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường, tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. Theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Kết quả đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế, dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này. Vì vậy, để tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu của người học. Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung, công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu. Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 10. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết. Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý hơn 1.500 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy. Quý vị thân mến, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người sử dụng xe điện không sạc pin qua đêm để hạn chế cháy nổ từ các phương tiện này. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ xe đạp điện, xe máy điện sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả nặng nề tại Hà Nội. Xe đạp điện, xe máy điện đang là loại hình phương tiện lưu thông phổ biến, được sử dụng nhằm mục đích bảo vệ môi trường. Dù vậy, Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn từ các phương tiện này là hơn Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định. Nguyên nhân trước hết, đa phần là do người sử dụng xe điện có tâm lý chủ quan, thường sạc điện qua đêm mà không có người trông coi. Thứ hai, do người dùng sạc xe ngay sau khi sử dụng lúc pin còn nóng. Nguyên nhân thứ ba là người dân mua sắm phương tiện giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi sử dụng một thời gian dài. Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ thêm, xe điện sử dụng nhiều loại ắc quy, pin, nhưng phổ biến nhất là loại pin lithium-ion. Loại pin này khi cháy, nổ sẽ khó dập tắt bằng bình cứu hỏa thông thường do các phản ứng hóa học. Từ đó, Công an thành phố khuyến cáo, trong quá trình sạc cho xe máy, xe đạp điện, các tủ điện, thiết bị điều khiển và cấp nguồn cho trạm sạc cần đặt ở nơi khô ráo, ngăn cách với khu vực có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bố trí vị trí sạc xe điện cũng cần ngăn cách với khu vực để xe động cơ khác. Khi sạc điện, người dân không để xe bên trên hoặc gần vật dụng, hàng hóa dễ cháy nổ, gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Đồng thời, người dân cần thường xuyên kiểm tra xe khi sạc để kịp thời phát hiện, xử lý ngay sự cố, không sạc xe quay đêm, bố trí bình chữa cháy hoặc thùng chứa cát để dập lửa. Về việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhanh chóng tham mưu ban hành kế hoạch, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra trên địa bàn. Bước đầu, các lực lượng đã kiểm tra 10.000 cơ sở, phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng. Đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, tạm đình chỉ 3 cơ sở. Thu hồi phù hiệu gần 470.000 xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ. Thưa quý vị, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 9 tháng của năm 2023, các sở giao thông vận tải đã thu hồi phù hiệu gần 470.000 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên. Các sở giao thông vận tải cũng chấn chỉnh nhắc nhở đối với gần 25.000 phương tiện có vi phạm tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe,
vi phạm không truyền dữ liệu. Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hàng tháng, Cục đều có văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ quản lý, chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, Nghị định số 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống dữ liệu, thiết bị giám sát hành trình, tạo thuận lợi cho các sở giao thông vận tải, truy cập, phối hợp xử lý phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. Riêng về quản lý kinh doanh vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, hiện tại cả nước có khoảng 200.000 xe thuộc đối tượng phải lắp camera giám sát theo quy định. Qua theo dõi, hệ thống đã đưa ra cảnh báo đối với các hình ảnh có nghi ngờ vi phạm của lái xe tham gia giao thông, như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại lúc lái xe, bước đầu đem lại hiệu quả trong việc chấn chỉnh hành vi của người lái xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với ngành công an, thông tin và truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các mạng xã hội khác. Để đảm bảo thị trường vận tải hoạt động công khai, minh bạch, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các nội dung tại đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết. Qua kiểm tra, khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Nguyễn Đăng Quân, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học, nhiệm kỳ 2015-2017. Nhiệm kỳ 2017-2020, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học, thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật về quy định đấu thầu, vi phạm quy chế làm việc của chi bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, ảnh hưởng lớn đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Dương Hoa Sô, nguyên Bí thư chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học, nhiệm kỳ 2012-2015, nhiệm kỳ 2015-2017, nhiệm kỳ 2017-2020.